Samsung Electronics vừa cho biết, doanh số bán điện thoại màn hình gập của họ cho khách hàng doanh nghiệp đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua nhờ nhu cầu của các chuyên gia tài chính. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết, số lượng điện thoại Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip mà công ty ký hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp trong 10 tháng của năm nay đã tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Samsung Electronics cho rằng, sự yêu thích gia tăng với dòng sản phẩm điện thoại gập là do người dùng có thể dễ dàng thực hiện đa nhiệm trên màn hình lớn bên cạnh khả năng tối ưu hóa ứng dụng mạnh mẽ của sản phẩm. Đối với dòng Galaxy Z Fold, Samsung Electronics cho biết họ đã làm việc với công ty máy tính IBM để phát triển trải nghiệm thân thiện với người dùng hơn, đồng thời giúp các cố vấn tài chính dễ dàng truy cập và quản lý dữ liệu. Mục tiêu của Samsung Electronics là đưa thiết bị này hoạt động hiệu quả và trở nên hấp dẫn hơn đối với nhóm khách hàng làm việc trong ngành tài chính. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, Samsung Electronics đã xuất xưởng 64 triệu điện thoại thông minh trên toàn cầu, tăng 5% so với quý trước đó, nhờ doanh số của điện thoại gập tăng mạnh. Tuy nhiên, con số trên đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái vì Samsung và nhiều công ty thiết bị tiêu dùng khác đang phải đối mặt với những cơn gió ngược. Các điều kiện kinh tế bất lợi như giá cả tăng phi mã khiến người tiêu dùng có ít tiền hơn để chi tiêu cho những hàng hóa không thiết yếu. Samsung đang đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện thoại gập lên chiếm một nửa tổng doanh số bán smartphone vào năm 2025. Đưa những sản phẩm này thành một trụ cột khác của công ty, bên cạnh dòng chủ lực Galaxy S và là một dòng sản phẩm chính trong phân khúc cao cấp. Theo ước tính của Samsung, số điện thoại gặp được xuất đi trên toàn cầu sẽ đạt 26 triệu chiếc vào năm 2023, tăng đáng kể từ mức ước tính 16 triệu chiếc trong năm nay.